Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ nhiều câu chuyện về trải nghiệm của thực khách tại quán cà phê Trà Sen Cọ Dầu, địa chỉ ở khu sinh thái Cọ Dầu, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, Quảng Trị, về khoản phụ thu độc lạ, phụ thu do ăn không uống với chi phí 10.000 đồng. Phường sẽ xác minh vụ quán cà phê phụ thu tiền khách vì ăn mà không uống. Đà Nẵng, hiệu trưởng nói về thông tin yêu cầu tự nguyện để lại điều hòa. Cựu phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 9502D bị bắt. Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo án tử hình, quy trình xem xét thế nào? Phường sẽ xác minh vụ quán cà phê phụ thu tiền khách vì ăn mà không uống. Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ nhiều câu chuyện về trải nghiệm của thực khách tại quán cà phê Trà Sen Cọ Dầu, địa chỉ ở khu sinh thái Cọ Dầu, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, Quảng Trị, về khoản phụ thu độc lạ, phụ thu do ăn không uống với chi phí 10.000 đồng. Theo một số chia sẻ, thực khách đã phải ngớ người khi nhận hóa đơn thanh toán của quán, bởi dù đã sử dụng dịch vụ của quán là các món ăn, nhưng quán vẫn tính phụ thu thêm mỗi người 10.000 đồng vì lý do khá lạ là do ăn không uống. Đa số các bình luận đều cho rằng mức phụ thu này là vô lý và lạ lẫm đối với mức sống cũng như cách kinh doanh của các tiệm cà phê, nhà hàng nói chung ở địa bàn thành phố Đông Hà. Theo họ, số tiền 10.000 đồng là không nhiều, nhưng kiểu như không tin vào mắt mình khi nhận hóa đơn. Một số khác bình luận rằng khi khách vào quán thì có quyền lựa chọn đồ ăn thức uống và đặt câu hỏi nếu ăn mà không uống phụ thu thì uống mà không ăn cũng phụ thu à? Liên quan đến vấn đề này, trưa ngày 24 tháng 10, ông Nguyễn Trơn Thử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Lương cho biết sự việc về khoản phụ thu độc lạ ở quán cà phê Trà Sen Cọ Dầu ông đã được nghe qua vì trên mạng xã hội đang quá ồn ào. Hiện ông đã đề nghị công an phường Đông Lương xác minh, làm rõ thực hư vụ việc. Đà Nẵng, hiệu trưởng nói về thông tin yêu cầu tự nguyện để lại điều hòa. Ngày 24 tháng 10, bà Lê Thị Thúy Nga, hiệu trưởng trường tiểu học Tiểu La, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, cho biết ban giám hiệu nhà trường đã có cuộc họp với ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 3/6 trước phản ánh về chủ trương lắp đặt điều hòa. Cụ thể, trong ngày 23 tháng 10, một phụ huynh của lớp 3/6 đã đăng phản ánh lên mạng xã hội với nội dung: đầu năm học, trường tiểu học Tiểu La cho phép lớp con tôi lắp điều hòa. Giờ nhà trường gửi biên bản yêu cầu tự nguyện là sau 3 năm học phải để lại cho nhà trường, nếu không đồng ý phải tháo về ngay bây giờ. Bà Nga cho biết phản ánh trên là hoàn toàn không chính xác. Trong buổi làm việc với ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 3/6 trong chiều ngày 23 tháng 10, một số phụ huynh xác nhận việc thực hiện lắp điều hòa dựa trên thông tư 16 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục. Đại diện phụ huynh của lớp này cũng thống nhất sẽ khắc phục các trường hợp phụ huynh truyền đạt thông tin thiếu chính xác về nhà trường. Giải thích thêm, bà Nga cho biết trường có lập biên bản tiếp nhận tài trợ cho giáo dục nhưng hoàn toàn không có nội dung yêu cầu tự nguyện để lại điều hòa. Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên nhà trường thực hiện chủ trương lắp đặt điều hòa theo ý kiến phụ huynh dựa vào hướng dẫn từ thông tư 16. Trường có 36 lớp, trong đó 8 lớp đề xuất chủ trương lắp điều hòa trong lớp học để phục vụ học sinh. Mỗi lớp lắp đặt 2 điều hòa với chi phí tổng cộng hơn 16 triệu đồng một lớp. Chi phí lắp đặt điều hòa của từng lớp từ nguồn vận động tài trợ của lớp, không yêu cầu tất cả học sinh phải đóng. Trong biên bản tiếp nhận tài trợ, nhà trường yêu cầu phụ huynh cam kết tự chi trả tiền điện theo số công tơ tại các lớp học và giá tại thời điểm điện lực thông báo. Bà Nga cho biết sở dĩ có yêu cầu trên là do chỉ có 8 lớp lắp điều hòa nên không thể cân đối nguồn từ chi phí bán trú sang để trả tiền điện. Nếu trường chi trả từ nguồn thu bán trú sẽ không công bằng với học sinh các lớp không lắp điều hòa. Nếu tất cả các lớp trong trường đều lắp điều hòa thì chúng tôi sẽ cân đối từ nguồn chi phí bán trú để trả tiền điện. Nhưng đợt này chỉ có 8 lớp mà việc lắp điều hòa là từ đề xuất và mong muốn của phụ huynh. Vì thế lớp nào lắp điều hòa thì phải tự chi trả tiền điện, bà Nga nhấn mạnh. Theo bà Nga, đối với các lớp đã lắp đặt điều hòa trong năm học này thì sẽ tiếp tục sử dụng trong năm học sau. Đến khi học sinh ra trường, máy điều hòa sẽ được trả lại cho đại diện phụ huynh, nhà trường không có chủ trương, yêu cầu tự nguyện để lại. Hiệu trưởng cho biết thêm, có thể phụ huynh bị nhầm lẫn trong quá trình phổ biến về chủ trương nên đã có phản ánh không chính xác như trên. Sau khi được giải thích, phụ huynh đã gỡ thông tin trên. Cựu phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 9502D bị bắt. Chiều 24 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Quách Văn Thuấn, cựu phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 9502D. Cùng với đó, công an cũng đã ra lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú đối với bị can Thuấn. Bị can Thuấn bị công an khởi tố để điều tra liên quan vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từ năm 2020 đến 2023. Theo tìm hiểu, bị can Quách Văn Thuấn
năm nay 43 tuổi. Bị can Thuấn từng là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 9502D, trụ sở tại xã Nhân Nghĩa A, huyện Châu Thành A. Khoảng năm 2021, Thuấn nghỉ việc và chuyển đến công tác tại trung tâm đăng kiểm 9503D, trụ sở tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy. Bị can Thuấn cũng đã nghỉ việc tại đây từ tháng 3 năm 2024. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Minh Khang, 47 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hậu Giang 9501D. Bị can Khang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra do có liên quan vụ án tội đưa hối lộ và nhận hối lộ, xảy ra từ năm 2020 đến 2023 tại tỉnh Hậu Giang. Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo án tử hình, quy trình xem xét thế nào? Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo sẽ tổ chức phiên tòa phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, xem xét kháng cáo toàn bộ quyết định bản án của bà Trương Mỹ Lan. Quy trình xem xét kháng cáo của bà Lan sẽ diễn ra như thế nào? Ngày 24 tháng 10, luật sư Trương Văn Tuấn, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bà Lan kháng cáo toàn bộ bản án của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng nghĩa với việc bà không đồng ý toàn bộ các quyết định của bản án sơ thẩm. Theo quy định, bà Lan gửi đơn kháng cáo đến Tòa án Nhân dân đã xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoặc Tòa án Nhân dân có thẩm quyền, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, giám thị tại trại giam, trưởng nhà tạm giữ phải đảm bảo cho bị cáo thực hiện quyền kháng cáo, nhận đơn kháng cáo và chuyển cho tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án. Cũng theo luật sư Tuấn, sau khi nhận được đơn kháng cáo, tòa án cấp sơ thẩm phải vào sổ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo theo quy định. Trường hợp đơn kháng cáo hợp lệ thì tòa án cấp sơ thẩm thông báo về việc kháng cáo theo quy định. Trường hợp đơn kháng cáo hợp lệ nhưng nội dung kháng cáo chưa rõ thì tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo ngay cho người kháng cáo để làm rõ. Trường hợp tòa án cấp phúc thẩm nhận được đơn kháng cáo thì phải gửi đơn kháng cáo cho tòa án cấp sơ thẩm để thực hiện theo quy định chung. Việc kháng cáo phải được tòa án cấp sơ thẩm thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát cung cấp và những người liên quan đến kháng cáo trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo. Thông báo phải nêu rõ yêu cầu của người kháng cáo. Luật sư Tuấn cho biết thêm, ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án có kháng cáo, kháng nghị và chứng cứ, tài liệu đồ vật kèm theo nếu có, tòa án cấp phúc thẩm phải vào sổ thụ lý trong thời gian 3 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, chánh án tòa án cấp phúc thẩm phân công thẩm định làm chủ tọa phiên tòa. Do bà Lan kháng cáo toàn bộ bản án nên tòa án cấp phúc thẩm phải xem xét toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm. Sau khi thụ lý vụ án, tòa án cấp phúc thẩm phải chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát cung cấp. Trong thời hạn 20 ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao phải trả lại hồ sơ vụ án cho tòa án. Trường hợp vụ án thuộc loại tội đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày đối với Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao, luật sư Tuấn giải thích. Nhật Kim Anh lên tiếng khi sản phẩm cà phê bị tố có chất nghi gây ung thư. Vừa qua, một số TikToker đã chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng về sản phẩm cà phê của ca sĩ Nhật Kim Anh có chất tạo ngọt, có nguy cơ gây ung thư, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Đoạn clip này đã thu hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội TikTok, khiến cho nhiều người hoài nghi về tính an toàn của sản phẩm. Sau khi bị réo tên, Nhật Kim Anh đã chính thức lên tiếng. Cô cho biết những cáo buộc này hoàn toàn sai sự thật và khẳng định công nghệ và dây chuyền sản xuất đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Bộ Y tế và Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm. Ngoài ra, nữ diễn viên sinh năm 1985 cho biết sẽ cùng với đội ngũ pháp lý, luật sư phối hợp với cơ quan chức năng để sử dụng các biện pháp pháp lý đối với những cá nhân, tổ chức phát tán thông tin sai lệch, đặt điều vu khống sản phẩm. Với những thiệt hại về danh dự, uy tín của sản phẩm, lòng tin của khách hàng, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp pháp lý mạnh mẽ và không khoan nhượng đối với những cá nhân và tổ chức phát tán thông tin sai lệch thiếu căn cứ. Nhật Kim Anh cam kết bảo vệ thương hiệu, người tiêu dùng, cũng như khẳng định về chất lượng sản phẩm hoàn toàn tuân thủ theo mọi quy định về an toàn thực phẩm, được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế xác nhận. Cô chia sẻ, Nhật Kim Anh được biết tới với vai trò là ca sĩ, diễn viên, ngoài ra cô còn có sự nghiệp kinh doanh riêng. Năm 2014, Nhật Kim Anh kết hôn với một nhân viên ngân hàng và có một cậu con trai. Tuy nhiên năm 2019, hai người chính thức ly hôn. Nhật Kim Anh và chồng cũ từng có thời gian dài tranh chấp quyền nuôi con. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Nhật Kim Anh tiết lộ cô vẫn chưa bước chân vào mối quan hệ mới.
Lý giải về điều này, nữ diễn viên cho biết, người đó phải hơn tôi một cái đầu, hoặc người đó phải là điều gì bé nhỏ trong lòng tôi thôi. Tức có nghĩa cao là phải cao hẳn, thấp là phải thấp hẳn, chứ không ngang với tôi được. Đó là điều khó để tìm đến một điểm chung, một gia đình hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.